Sao anh không ở nhà mà nghỉ ngơi? Đã khỏe hẳn chưa mà ra ngoài? Em vẫn còn lo cho anh đúng không? Trách nhiệm thôi. Đến bạn bè bình thường có lo lắng cho nhau mà. Cảm ơn em đã vào viện thăm anh. Hôm trước anh có gọi em để báo là anh đã khỏe. Và anh cũng muốn mình gặp nhau để nói chuyện. Nhưng mà anh lại không nghe máy. Sớm muộn gì chúng mình cũng phải gặp nhau. Em cũng tính gọi lại cho anh, nhưng cũng còn đang bận công việc. Bây giờ anh đã đến rồi, chúng ta nên nói chuyện dứt điểm cho rõ ràng. Thực ra hôm nay anh có một tin quan trọng. Anh muốn em là người biết đầu tiên. Anh được nhận việc làm rồi. Một công việc với mức lương thử việc ngoài sức tưởng tượng. Chúc mừng anh. Từ giờ bố và chị Thu không phải lo lắng cho anh nữa. Vậy còn em? Sắp tới em sẽ đi xa một thời gian, ít nhất là 2 tháng. Sức khỏe của bố cũng đã tốt, cả anh cũng vậy. Ngày mai em sẽ mang đơn ra tòa nộp. Cả hai bên đã thuận tình thì chắc chắn tòa sẽ giải quyết nhanh thôi. Cứ kéo dài mãi chuyện này khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi. Cả anh và em cũng đang có những khởi đầu và dự định của mình. Ý em là khởi đầu một công việc mới. Và bắt đầu một mối quan hệ với Tú. Em và anh Tú chỉ là bạn. Lẽ nào em có người khác à? Đúng. Đúng, em đã có người khác. Em xin lỗi. Không thể nào. Em đang nói dối em đúng không? Anh nên chấp nhận sự thật đi. Chúng ta không còn cơ hội để quay lại bên nhau nữa. Vậy thì em gọi người đó đến đây đi. Nếu là sự thật, từ giờ về sau em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa. Em có việc phải đi rồi.